Chào mừng các em đến với kênh Khởi Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em tới lớp 9 sức chân chờ sáng tạo. Trong lúc xem bài giảng, Khởi Liêm nếu các em khá dễ hiểu, các em sẽ bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình sẽ học tiếp, mình sẽ học bài số 2, các phương trình bậc nhất một ảnh chương 2, trang 30-34 nha. Trước hết mình sẽ câu hỏi đầu bài, để hưởng ứng phong trào trồng cây gây rừng, thì lớp 9A có kế hoạch trồng ít nhất là 100 cây xanh. Lớp 9A đã trồng được 54 cây. Như để đạt được kế hoạch đề ra thì lớp 9A cần trồng thêm ít nhất bao nhiêu cây xanh nữa? Thì mình thấy là sẽ cứ trồng ít nhất là thêm 46 cây nữa, đúng không? Giờ câu này một chút mình sẽ làm sao, bây giờ mình sẽ học trước. Mình sẽ học phần số 1, bác phương trình bậc nhất một ảnh. Nghiệm của bác phương trình bậc nhất một ảnh. Bác phương trình bậc nhất một ảnh. Mình sẽ đến phần khám phá hoạt động 1. Ông Chí dự định chạy bộ tổng cộng ít nhất là 6.500 m vào buổi sáng và buổi chiều trong ngày. Buổi sáng ông Chí đã chạy được 4.000 m. Rồi ít là số mét ông Chí chạy bộ vào buổi chiều. Mình sẽ viết hệ thức chứa ít biểu thị điều kiện để ông Chí chạy theo dự định. Như vậy là hệ thức chứa ít biểu thị điều kiện để ông Chí chạy theo dự định. Có nghĩa là chạy ít nhất là 6.500 m, có nghĩa là lớn hơn bằng 6.500. Như vậy hệ thức ở đây mình sẽ có là 4.000 cộng x sẽ 4.000 cộng x sẽ lớn hơn bằng 6.500, đúng không? Như vậy để ông Chí chạy được như dự định thì x phải khỏi mạng, hệ thức là 4.000 cộng x sẽ lớn hơn bằng 6.500. Hệ thức này các em đánh số 1. Hệ thức 1 người ta gọi là bắc phương trình với ảnh là x. Trong bắc phương trình này thì 4.000 cộng x gọi là vế trái và 6.500 được gọi là vế phải. Ta có định nghĩa như sau. Bắc phương trình sẽ có dạng là ax cộng b lớn hơn 0 hoặc là ax cộng b bé hơn 0 hoặc là ax cộng b lớn hơn bằng 0 hoặc là ax cộng b nhỏ bằng 0. AB là hai số đã cho và AB khác 0 nha. Được gọi là bắc phương trình bậc nhất một ảnh. Ảnh ở đây chính là ảnh x. Như vậy bác phương trình thì sẽ có dạng là ax cộng b lớn hơn 0 nha. Hoặc là một trong ba dạng này cũng được. AB là hai số cho trước và các em nhớ là a phải khác 0. Nếu a bằng 0 thì sẽ mắc x, không còn gọi là phương trình bậc nhất nữa, đúng không? Mình sẽ đến với ví dụ 1. Trong các bác phương trình sau, bác phương trình nào là bác phương trình bậc nhất một ảnh? Thì mình thấy là x cộng 2003 lớn 0 thì hệ số a ở đây là 1 và hệ số b là 2023. Như vậy mình kết luận là bác phương trình này là bác phương trình bậc nhất một ảnh, bước a bằng 1 và b bằng 2023. Mình thấy là bác phương trình này có hệ số a bằng 0, 0 nhân x bằng 0 sẽ mất x đi, nên phương bác phương trình này không phải là bác phương trình bậc nhất nữa, đúng không? Giờ tiếp theo mình thấy bác phương trình này là bác phương trình bậc nhất một ảnh, với hệ số a sẽ bằng 5 và hệ số b sẽ là 7 nha. Và mình tiếp theo mình thấy bác phương trình này có x bình phương, có nghĩa là đây là bác phương trình bậc bậc 2 chứ không phải là bác phương trình bậc nhất nha. Như vậy mình xem cách người ta dạy. Giờ bác phương trình này là bác phương trình bậc nhất với a bằng 1, b bằng 2023. Bác phương trình này thì mình thấy hệ số a là 5, hệ số b là 7. Giờ còn hai cái này không phải là bác phương trình bậc nhất một ảnh nha. Cái này là mắc x luôn thì không còn gọi là bậc nhất nữa. Còn đây là phương trình bác phương trình bậc 2, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ làm câu thực hành số 1 giống như ví dụ 1 thôi, đúng không? Thầy sẽ giải giống như ví dụ 1 thôi. Mình quan sát là không biết nhỏ hơn 0, hệ số a là bằng 0, như là bác phương trình này không phải là bác phương trình bậc nhất. Vì không biết giờ mắc ít rồi thì không còn là bậc nhất được đâu, đúng không? Giờ 3x nhỏ hơn 0 đây là bác phương trình bậc nhất một ảnh, vì có hệ số a là 3 và hệ số b ở đây là 0 nhé. Như là bác phương trình bé bé không là bác phương trình bậc nhất, bác phương trình bậc nhất một ảnh. Với hệ số a sẽ bằng
hệ số A sẽ bằng 3. Và hệ số B ở đây sẽ bằng 0, không có, có nghĩa là bằng số 0, đúng không? Giờ tiếp theo là mình sẽ quan sát x ly khừ 3, có nghĩa là bắt phương trình này là bắt phương trình bậc 3 chứ không phải là bắt phương trình bậc nhất nữa, đúng không? Giờ tiếp theo ở đây là trừ x cộng 1, đây là bắt phương trình bậc nhất có hệ số A là trừ 1 và hệ số B ở đây là 1 nha. Như bắt phương trình trừ x cộng 1 là bắt phương trình bậc nhất một hạng với hệ số A sẽ bằng trừ 1 và hệ số B sẽ bằng bằng 1, đúng không? Giờ tiếp theo là hai bắt phương trình còn lại không phải là bắt phương trình bậc nhất nha. Hai bắt phương trình không ít bé hơn không và x lũy thừa 3 cộng 1 lớn hơn bằng không. Không phải là bắt phương trình bậc nhất một hạng, đúng không? Ở đây là không phải bậc nhất luôn, ở đây là bậc ba, đúng không? Như là mình xong câu thực hành số 1 nha, câu thực hành số 1 kem hiểu bài. Các em xong hết video thì với kem hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ học nghiệm của bắt phương trình bậc nhất một hạng và động khám phá hai cho bắt phương trình x cộng 3 lớn không. Các em đánh số 1 trong hai giá trị x bằng 0, x bằng âm 5 giá trị nào khỏi mạng bắt phương trình nha. Bây giờ mình sẽ khai x bằng 0 vô xem có đúng không. Nếu mà khẳng định đúng thì có nghĩa đó là giá trị đó sẽ khỏi mạng bắt phương trình, đúng không? Như vậy câu này các em sẽ làm như sau. Nhưng mà sẽ khai x bằng 0 và bắt phương trình một ta được giờ như vậy bằng không khế vô có nghĩa là không cộng 3 sẽ lớn hơn không. Thì mình thấy đây chính là khẳng định thành đây là một khẳng định đúng, đúng này. Không cộng 3 chắc chắn phải lớn hơn không rồi, đúng này. Đây là khẳng định đúng. Như người ta nói do đó mình kết luận là do đó đi. X bằng 0 khỏi mạng bắt phương trình 1. Đúng này. Do đó mình kết luận x bằng 0 khỏi mạng bắt phương trình 1. Mình kiểm tra x bằng âm 2. 2x bằng âm 2 bỏ bắt phương trình 1 ta được. Thay x bằng âm 5 qua bắt phương trình 1 ta được. Giờ như vậy là x bằng âm 5. Âm 5 cộng 3 là âm 2. Âm 2 chắc chắn là bé hơn 0 chứ không phải lớn không. Đúng này. Là khẳng định sai. Chứ không phải là khẳng định đúng. Là khẳng định sai. Do đó mình kết luận là x bằng âm 5 không khỏi mạng bắt phương trình 1.
như là mình xong câu hoạt động khám phá hai nha, hoạt động khám phá hai kèm theo bài, kèm xong hết video thì kèm theo bài. Giờ tiếp theo, khi kx bằng 2 và bắt phương trình 1, ta được là 2 cộng 3 sẽ lớn hơn 0 là khẳng định đúng. Khi đó x bằng 2 là nghiệm của bắt phương trình. Khi kx bằng -10 và bắt phương trình thì mình có là -10 cộng 3 lớn 0 là khẳng định sai. -10 cộng 3 là -7, -7 lớn 0 chắc chắn là sai rồi, đúng không? Do đó ta nói x bằng -10 không phải là nghiệm của bắt phương trình nha. Như bắt phương trình, với bắt phương trình bậc nhất có ẵn x thì một số x không được gọi là nghiệm của bắc phương trình. Nếu ta khai x bằng x không thì nhận được một khẳng định đúng, đúng không? Giải bắc phương trình là tìm tất cả các nghiệm của nó nhé. Như vậy khi các em tìm được hoặc là các em khai x bằng một cái x không nào đó và bắc phương trình mình được một khẳng định đúng thì đó chính là nghiệm của bắc phương trình. Khi người ta yêu cầu giải bắc phương trình thì các em sẽ tìm được tất cả các nghiệm của bắc phương trình đó nhé. Tiếp theo mình xem ví dụ 2. Trong hai giá trị x bằng 1 và x bằng 2, giá trị nào là nghiệm của bắc phương trình 3x trừ 4 nhỏ hơn 0? Trước hết các em khai x bằng 1 vô. Như là 1 nhân 3 là 3, 3 trừ 4 bằng -1. -1 sẽ bán 0 là một khẳng định đúng. Với kết luận x bằng 1 là nghiệm của bắc phương trình đã cho nha. Như là khai x bằng 1 và bắc phương trình ta được là 3 nhân 1 là 3, trừ 1 là -1. -1 bán 0 là một khẳng định đúng. Với x bằng 1 là nghiệm của bắc phương trình đã cho. Kiểm tra x bằng 2 bằng cách thay x bằng 2 vào các phương trình. Ta được 3 nhân 2 là 6, 6 trừ 4 sẽ bằng 2. 2 bé hơn bằng 0 là một khẳng định sai, đúng không? Vậy x bằng 2 không là nghiệm của các phương trình đã cho nhé. Bây giờ mình sẽ làm câu thực hành số 2. Câu thực hành số 2 người ta kêu tìm một nghiệm, một số là nghiệm và một số không phải là nghiệm của bắc phương trình 4x cộng 5 bằng 0. Câu này các em sẽ làm như sau. Giờ các em nhẩm một giá trị nào đó. Nếu x bằng 0 thế vô thì mình thấy là 4 nhân 0 là 0 cộng 5 là 5. 5 sẽ lớn 0, như x bằng 0 chính là nghiệm của bắc phương trình này, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ nhẩm một nghiệm, ví dụ x bằng 0 thì mình thấy là 4 nhân 0 là 0 cộng 5 bằng 5 sẽ lớn 0, như x bằng 0 chính là nghiệm của bắc phương trình. Như vậy khai x bằng 0 qua bắc phương trình ta được. Giờ như là 4 nhân x có nghĩa là 4 nhân 0. Nhân 0 cộng 5 lớn 0. Mình thấy đây là một khẳng định đúng, đúng nè. Như mình kết luận là vậy. X bằng 0 là nghiệm của bắc phương trình đã cho, đúng nè. Là một nghiệm của bắc phương trình đã cho. Giờ bây giờ mình sẽ kiểm tìm khi một cái x khác để không phải là nghiệm. Ví dụ các em khế bằng x bằng -2. 4 nhân -2 sẽ là -8, -8 cộng 5 sẽ là -3. -3 lớn 0 là sai, đúng không? Như vậy x bằng -2 không phải là nghiệm nhé. Bây giờ mình sẽ khai x bằng -2.
Qua bắc phương trình ta được giờ 4 nhân x chính là 4 nhân chẵn cộng 5 lớn 0. Đây là một khẳng định sai, đúng rồi. Vậy 4 nhân 2 là âm 8, âm 2 sẽ là âm 8, âm 8 cộng 3 là âm 8 cộng 5 là âm 3 lớn 0 là khẳng định sai, đúng rồi. Vậy mình kết luận x bằng âm 2. Không là nghiệm của bác phương trình đã cho. Như vậy là mình xong câu thực hành số 2. Câu thực hành số 2 kèm theo bài. Kèm xong hết video thì mới kèm theo bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần số 2, giải bác phương trình bậc nhất một ảo. Câu hoạt động khám phá 3, hãy cho biết bác đẳng thức nhận được khi thực hiện các biến đổi sau nhé. Giờ bây giờ mình sẽ làm câu hoạt động khám phá 3. Câu A mình sẽ cộng hai quế của bác đẳng thức này với lại âm 1 nhé. Cộng hai quế của bác đẳng thức. X cộng 1 lớn 0 với lại âm 1. Ta được. Như cộng hai quế của bác đẳng thức này với lại âm 1 như x cộng 1 giờ cộng cho em 1 có nghĩa là trừ 1 thôi, đúng không? Giờ không cũng là trừ 1 xuống dòng x sẽ lớn hơn 1 trừ 1 sẽ hết bằng 0, không cần biết nhé. Giờ không trừ 1 chính là âm 1, như vậy là mình kết luận là x sẽ lớn hơn âm 1 nhé. Nhưng mà cộng hai quế bạn khớp với âm 1 thì ta được là x sẽ lớn hơn âm 1, được không? Tiếp theo là câu B. Câu B mình sẽ nhân hai quế có bác đẳng thức với là 1 bằng 2. Đúng rồi. Nhân hai quế có bác đẳng thức. Hai x lớn hơn 1 với 1 bằng 2 ta được. Giờ như là 2x thì các em sẽ nhân cho 1 bằng 2. Lớn hơn 1 cũng nhân cho 1 bằng 2. Nhân hai quế cho 1 bằng 2 ta được. Giờ 2 nhân cho 1 bằng 2 là 1, 1 nhân x là x. Giờ 1 nhân 1 phần 2 là 1 phần 2, như kết quả là x sẽ lớn hơn 1 phần 2. Đúng rồi. Tiếp theo là câu C. Câu C nhân hai quế bác đẳng thức này với là âm 2 phần 3 nhé. Nhân hai quế của bác đẳng thức. Âm 3 phần 2 x lớn hơn 1. Âm 3 phần 2 âm 3 phần 2 x bé hơn bằng 1.
với là âm 2 phần 3. Ta được. Giờ mình sẽ quyết lại bát đăng khớp này trước, sau đó mình sẽ nhân hai vế cho âm 3 phần 2 đúng này. Giờ mình sẽ nhân vế trái cho âm 3 phần 2. Và nhân vế phải cho âm 3 phần 2 luôn. Nhớ, các em nhớ là nhân hai vế cho số âm thì dấu bát đăng khớp bị khai đổi nha. Chỗ này các em đổi là lớn hơn bằng. Đúng rồi. Một nhân cho âm 3 phần âm 2 phần 3. Giờ xuống dòng. Giờ như vậy là hai số này nhân nhau trừ nhân trừ sẽ là cộng. 3 nhân 2 là 6, 2 nhân 3 là 6, 6 x 6 là 1. Có nghĩa x sẽ lớn hơn bằng. Một nhân cho âm 2 phần 3 chính là âm 2 phần 3. Đúng. Giờ như vậy là mình xong phần hoạt động khám phá 3 nhé. Giờ phần hoạt động khám phá 3 kem thứ ba, cái xong khích video thì kem thứ ba nhé. Giờ kem mình sẽ viết chữ tập nhé. Giờ các em viết câu AB, sau đó mình sẽ viết câu C nha. Như vậy tổng quát áp dụng các tính chất của bát đăng khớp, ta sẽ có cách giải bát đăng khớp một ảnh như sau nhé. Như vậy, tổng quát áp dụng các tính chất của bát đăng khớp, ta có thể giải bát đăng khớp bậc nhất một ảnh như sau. Xếp bát đăng khớp dạng AX cộng B lớn hơn 0 với lợi A khác 0. Chứ hết các em cộng hai quế của bát phương trình cho trừ B khi ta được là cộng hai quế cho trừ B khi đây sẽ mắc B và bên đây sẽ xuất hiện trừ B. Sau đó thì các em nhân hai quế bát đăng khớp với lợi 1 phần A. Nhân hai quế cho 1 phần A đúng không? Như vậy nếu mà a lớn hơn 0 thì nhận được nghiệm của bát phương trình sẽ x lớn hơn trừ b phần a. Còn nếu mà a là số âm thì nhận được nghiệm bát phương trình là x sẽ bé hơn trừ b phần a. Vì nếu mà a dương á, thì các em nhân hai quế cho 1 phần 2 a thì dấu bằng nó không bị thay đổi. Cái dấu lớn hơn vẫn lớn hơn. Còn nếu mà a em các em nhân hai quế cho 1 phần a thì dấu bát đăng khớp sẽ bị đảo ngược lại. Lớn hơn sẽ nhận đảo ngược lại nhỏ hơn đúng không? Như vậy với các bác phương trình dạng AX cộng B bé hơn 0 và AX cộng B lớn hơn bằng 0 và AX cộng B nhỏ hơn bằng 0, ta thực hiện các bước giải tương tự nha. Có nghĩa mà cộng hai quế cho trừ B, sau đó mình sẽ nhân hai quế cho 1 phần A là được. Đúng không? Giờ mình xem ví dụ 3. Câu ví dụ 3 mình sẽ giải các bát phương trình 2x cộng 1 lớn hơn 0. Giờ trước hết thì các em trừ 1 hai quế hoặc là cộng hai quế cho âm 1 cũng được. Như vậy là bên đây cộng cho âm 1 sẽ mắc số 1 này đi. Giờ 0 cộng cho âm 1 sẽ là trừ 1. Như vậy là 2x lớn hơn trừ 1. Giờ sau đó mình sẽ nhân hai quế cho 1 phần 2. Có nghĩa là 1 phần A. Đúng này. Thì 2 nhân 1 phần 2 là 1. 1 nhân x là x. Giờ x sẽ lớn hơn trừ 1 nhân cho này sẽ là trừ 1 phần 2 nhé. Giờ sau đó các em kết luận là nghiệm của bát phương trình là x sẽ lớn hơn trừ 1 phần 2. Giờ tiếp theo quan sát câu B 0,5x trừ 6 nhỏ bằng 0.
Giờ bây giờ mình cộng hai quý cho số 6 nha, để cái mắc cái chữ 6 bên đây. Giờ sau đó mình nhân hai quý cho số 2 để cho mắc cái 0,5 này, thì còn lại là x sẽ bé hơn bằng 12. Vậy mình kết luận nghiệm có phương trình sẽ x bé hơn bằng 12 nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu C, ta có trừ 2x cộng 3 bé hơn bằng 0, chứa hết cộng 2 quế cho trừ 3 để mắc cái cộng 3 này, đúng không? Giờ nhân 2 quế cho 1 phần A, có nghĩa là A ở đây là trừ 2, như vậy có nghĩa nhân 2 quế cho trừ 1 phần 2. Giờ 2 nhân trừ 1 phần 2 thì bằng 1, 1 nhân x là x. Trừ 3 nhân cho trừ 1 phần 2 chính là 3 phần 2. Vậy mình kết luận nghiệm của ba phương trình là x sẽ lớn bằng 3 phần 2 nha. Chú ý là bằng cách sử dụng các tính chất của bản thức, ta có thể dạy một số bác phương trình đưa về bác phương trình bậc nhất một ảnh nha. Giờ mình xem ví dụ 4. 2x trừ 5 bé hơn bằng 4x cộng 3. Giờ bây giờ mình sẽ chuyển 2x này qua bên đây, và chuyển số 3 này qua đây. 2x chuyển quế là trừ 2x, 3 chuyển quế là trừ 3. Như vậy là trừ 5 trừ 3 sẽ bé hơn bằng 4x trừ 2x. 4x trừ 2x sẽ là 2x, trừ 3 trừ 5 là trừ 8. Giờ nhân chuyển quế là chia, như vậy trừ 8 chia 2 sẽ được là trừ 4. Như vậy là x sẽ lớn hơn bằng trừ 4. Vậy mình kết luận nghiệm của bác phương trình là x sẽ lớn hơn bằng trừ 4 nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ đến ví dụ 5. Cho một kỳ thi thì gồm 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh, và điểm số môn toán và ngữ văn tính hệ số 2, điểm số môn tiếng Anh tính là hệ số 1. Để chúng tiện thì điểm số trung bình của 3 môn ít nhất là bằng 8. Bạn Na đã được 9,1 điểm môn toán và 6,9 điểm môn ngữ văn. Hãy lập bài giải bắt phương trình để tìm số điểm số tiếng Anh tối thiểu mà bạn Na cần phải đạt để trúng tuyển nhé. Như vậy ở đây mình có là 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh. Toán và ngữ văn tính theo hệ số 2, tiếng Anh tính theo hệ số 1. Và để trúng tuyển thì điểm trung bình 3 môn là ít nhất bằng 8, có nghĩa lớn hơn bằng 8. Giờ bạn Na đã đạt 9,1 môn toán và 6,9 môn văn. Bây giờ mình sẽ lập và giải bài phương trình để tìm điểm số tiếng Anh tối thiểu mà bạn Na cần trúng tuyển. Như các em gợi ý là điểm số môn tiếng Anh của bạn Nam. Theo đề bài để bạn Nam trúng tuyển thì mình sẽ có trung bình ở đây. Ở đây chia cho 5 vì do là hệ số toán và tiếng Anh hệ số 2, có nghĩa là 2 nhân 2 là 4 cộng 1 là 5. Chia cho hệ số 5. Giờ điểm toán nhân hệ số 2, điểm ngữ văn nhân hệ số 2, còn theo môn anh văn các em để hệ số 1 thôi. Được rồi. Điều kiện sẽ là lớn hơn bằng 8. Giờ chia chuyển quế là nhân, hoặc là các em hiểu nhân thay quế cho 5 cũng được. 8 nhân 5 là 40, được không? Giờ 2 nhân 9,1 là 18,2, 2 nhân 6,9 là 13,8, cộng x sẽ lớn hơn bằng 40. Giờ bây giờ mình sẽ trừ 2 quế cho 18,2 và trừ 2 quế cho 13,8. Hoặc là các em lấy số này trừ 2 số này thì được là 8. Như điều kết quả là x sẽ lớn hơn bằng 8. Vậy để trúng tuyển thì bạn Na phải ít nhất là 8 điểm môn tiếng Anh nha. Giờ như là mình xong câu ví dụ này. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay nha, phần còn lại thì sẽ làm video bài giảng kế tiếp, các em nhớ đón xem. Như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng vậy thì bạn khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em này chưa đăng ký kênh Hề Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hề Liêm. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.